Hôm nay mình làm cái video này để đăng cái clip để chỉnh sửa nẹp chỉ và đường keo cho máy. Tại vì mình xem nhiều cái video ở trên mạng là nó không có chi tiết bản chi tiết chỉnh sửa này. Nên hôm nay mình sửa tất cả các dòng máy năm động cơ kể LB và WD8002 này nó tương đương như nhau hết, không khác gì nhau cả. Và ở đoạn dưới video thì là cũng có chỉnh sửa bản chi tiết, mời các bạn cùng xem nhé. Thì sau cắt qua cái cũng chả sao rồi, bởi vì nó bị hai đầu cổng về chỗ là vẫn thẳng, còn lại nó bị cong này thì nó bị thì nó chỉ phải nẹp thôi, không sao cả. Hay là có anh muốn để cho nó đứng cho tôi hỗ trợ chỉnh hơi nữa thì sau đó tụt vào nó ăn mất chỉ, thì nó tụt vào ăn mất chỉ. Còn mặt trái này, mặt phải thì thoải mái, mặt phải thì được rồi, mặt phải thì ok luôn, mặt phải thì ok luôn anh, mặt trái chỉ gọt qua đây là xong, không ảnh hưởng gì đâu. Nếu mà có hành trình thì tao bảo anh chỉnh lại. Hey anh nhá, cột keo thì nó sẽ có những cái lỗ như vậy này. Đấy, cái lỗ này ở bên này một lỗ nữa này. Đấy, thế là anh phải thông những cái lỗ đấy ra. Với lại ở giữa hai cột keo này này, giữa hai cột keo này nó có một cái lỗ nữa, thì anh lấy cái que hàn anh sọc sọc xuống đấy, thì nó sẽ lên bèo keo. Còn nếu mà ví dụ mà con đây là con cắt dưới này, cạo cạnh dưới này, thì anh sẽ nâng mở cái ốc này ra, vặn con này xuống, vặn con này xuống thì để cho nâng dao lên một tí đấy, thì nó sẽ ăn đều. Còn ví dụ con này thì nó đang vặn hở 0,5 ly, thì anh có thể anh tháo lỏng hai con ốc này ra nhé, hơi lỏng thôi đấy, xong anh đẩy con ốc này xuống, nới lỏng con ốc này ra này, đẩy con ốc này xuống để cho nó cân bằng. Sau đó nếu mà khi đã ổn định rồi thì anh vặn con ốc dưới này vào, nhớ vặn những con ốc như vậy, anh nếu anh tháo ra thì anh vặn chặt nó vào nhé.
đừng dùng bụi nhá, đừng dùng bụi nhá. Em vẫn đang quay rồi. Nhưng cái ngắn thì ok,